Cô bé Matilda Charles, 7 tuổi, đã có một kỳ nghỉ thực sự không thể nào quên khi phát hiện ra một báu vật có niên đại hàng nghìn năm tuổi. Từ rất lâu, người dân nước Anh đã truyền tai nhau câu chuyện về thanh gươm huyền thoại của vua Arthur. Người ta nói rằng, vua Arthur sau khi bị thương nặng trong trận Camlin đã quay trở lại hồ Dunsmuir ở Portman Moor, Cornwall để trả lại thanh bảo kiếm cho nữ thần vùng hồ, Lady of the Lake. Tuy nhiên, đó chỉ là một câu chuyện truyền thuyết và chưa có bất kỳ ai được tận mắt trông thấy thanh kiếm của vua Arthur. Vậy mà cô bé Matilda đã nhặt được vật báu theo cách không ai có thể ngờ. Trong kỳ nghỉ hè, cả gia đình Matilda đã quyết định đến thăm vùng hồ Dunsmuir. Và khi đến đây chơi, bố của Matilda có kể cho hai chị em nghe câu chuyện về vị vua nổi tiếng trong lịch sử và thanh kiếm của ông. Trong lúc gia đình đang bơi thuyền trên mặt hồ, Matilda bất ngờ nhìn thấy vật gì đó dài dưới đáy hồ và nói với bố, nhưng mọi người đều nghĩ đó chỉ là thanh sắt rỉ. Chỉ đến khi kéo thứ đó lên, họ mới nhận ra rằng thứ mà cô bé Matilda tìm thấy là một thanh kiếm. Đó là một ngày nóng nực và Matilda muốn cả nhà đi bơi thuyền. Khi lội xuống vùng nước nông ngang với thắt lưng, con bé nói với tôi là nó nhìn thấy một thanh kiếm. Tôi đã nói với con gái, không phải vậy đâu, đó chỉ là thanh sắt tường rào thôi. Nhưng khi vớt nó lên thì tôi cũng ngạc nhiên khi thấy đó đúng là thanh kiếm. Nó dài 1,2 mét, độ dài đúng bằng chiều cao của Matilda, Ambo Jones kể lại. Ambo cũng cho rằng thanh gươm có thể mới chỉ khoảng 30 tuổi và nó có lẽ chỉ là một đạo cụ cho một bộ phim được dựng cảnh ở hồ nước này. Mặc dù nhìn dáng vẻ bề ngoài, thanh gươm này khá giống với những gì người ta mô tả về thanh gươm huyền thoại Excalibur của vua Arthur, thế nhưng không ai có thể khẳng định chính xác. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người đã muốn mua lại thanh gươm này, nhưng gia đình Matilda chưa quyết định sẽ làm gì với nó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!